thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng và Bác Hồ nhằm chuẩn bị lực lượng cách mạng lâu dài cho đất nước. Trong suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975, đã có trên 32.000 thanh thiếu niên nhi đồng miền Nam được đưa ra Bắc bằng nhiều con đường khác nhau để nuôi dưỡng và học tập. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, song ký ức về hành trình đầy gian khổ nhưng luôn ấm áp nghĩa tình trên đường ra Bắc năm xưa, đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí của những thế hệ học sinh miền Nam. Là một trong những người được lên chuyến tàu chở đồng bào cán bộ chiến sĩ từ miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954, ông Nguyễn Trung Cang nhớ rất rõ khí thế của những đoàn quân tập kết ngày ấy. Người đi quyết tâm xây dựng miền Bắc vững mạnh, củng cố thành trì kiên cố cho cách mạng miền Nam. Người ở lại nguyện giữ trọn lời thề son sắt thủy chung, quyết đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi mà đi đó thì nó vậy chứ nó cũng có cái luyến tiếc đó. Tuy là mừng vui nhưng mà cũng có cái nhớ quê đó, tình cảm lúc đó thiệt. Còn bà con mà đi tiễn mình đi xuống tàu đó thì rất là đông, nhưng mà không có người nào gọi là người thân người nhà trong đó hết trơn á trời. Và đi đó là tiễn nhau đó thì là có một cái điều rất là không thể nào quên được, đó là chào nhau tạm biệt, đi thì là vinh quang, ở thì là anh dũng, và chào nhau bằng cách là giơ hai cái ngón tay để mà chào tạm biệt. Trên những con tàu Viễn Dương, Kilinki của Ba Lan, Stavropol, Akhaslet của Liên Xô năm xưa, những người con miền Nam luôn nhận được sự chăm sóc tận tình, chu đáo của đoàn thủy thủ, từ nơi ăn nghỉ cho đến chăm sóc sức khỏe trên cả chặng đường. Tình hữu nghị đoàn kết quốc tế của các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã khiến cho hành trình vượt trùng khơi tiến ra Bắc của đồng bào miền Nam vơi bớt đi những khó khăn vất vả. Họ có bộ phận riêng của họ, họ chuyên nấu ăn, có bộ phận riêng về y tế, họ chuyên đi thăm các cái đoàn, các cái phòng mỗi buổi sáng, mỗi một buổi chiều. Hoặc là có trường hợp nào cần thiết mà bị bệnh đó, thì phải có cái nơi để đến đó báo cho họ biết. Còn về mặt đó là chăm sóc sức khỏe là vậy, còn ăn uống thì cứ ngày ba bữa này người ta cứ chia vậy. Rồi từng đơn vị một là các người đi lãnh về ăn. Người nước ngoài đó nấu cơm bằng những cái chảo lớn. Rồi có những cái ổ bánh mì mà người ta nói là bánh mì gối đó, bánh mì mà bột đen đó là cho. Như vậy là hồi đó là tàu Liên Xô. Thế là được ăn cơm và được ăn bánh mì. Đấy. Rồi là được xem chiếu phim ở trên tàu, bon tàu có chiếu phim cho coi. Sau năm 1955, việc đưa con em miền Nam ra Bắc học tập công khai đã không thể thực hiện được. Do vậy, nhiều con em miền Nam đã được đưa sang Campuchia. Sau đó, bằng nhiều con đường khác nhau ra Bắc học tập. Cùng với đó, nhiều học sinh miền Nam đã được tổ chức bí mật vượt đường Trường Sơn ra Bắc. Những búp măng non gan dạ, dũng cảm với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai vượt qua núi cao, thác ghềnh dưới mưa bom báo đạn của kẻ thù để ra Bắc học tập, để lại dấu ấn trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Việc Trường Sơn thì khổ lắm. Núi rừng treo leo, mưa rừng Trường Sơn thì biết rồi, mưa từ sáng tới chiều, chỉ có trùm áo mưa mà đi, lội núi, băng rừng, mà trên trời thì máy bay, nó cứ đảo quần đó, rồi nó thả bom, thì sự hướng dẫn của các cô, các chú thì mình núp theo những cái tán cây to, đi khoảng 3 tháng thì chúng tôi vượt Trường Sơn ra tới Quảng Bình. Nghĩ lại Quảng Bình cũng mấy ngày đó, thì lên xe lửa, được đi xe lửa mừng lắm, mà cũng lạ lắm nữa. Ở trong miền Nam thì nói xe lửa đâu có biết, mà không phải kêu tàu hỏa, đâu biết. Lên xe lửa thì mừng lắm, đi thấy vui. Hành trình tập kết ra Bắc, dù ở thời điểm lịch sử nào, bằng con đường nào, cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của đồng bào miền Nam dành cho Trung ương Đảng, Bác Hồ và miền Bắc ruột thịt. Hành trình ấy đã thôi thúc cả dân tộc đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi gian khó, hiểm nguy để đi đến ngày toàn thắng, Bắc Nam sum họp một nhà.